Hello, what's up các bạn? Tối nay Ethan sẽ dẫn mọi người đi coi cái nhà mới của Ethan á. Và mình sẽ học từ vựng tại nhà, ok? Ethan sẽ đi từ the front đến the back luôn, cho mọi người biết hết tất cả trong nhà gọi là cái gì bằng tiếng Anh. Ok, let's go. Cái đấy thì gọi là cái cửa, đúng không? Bằng tiếng Anh cái này á thì gọi là door. Nhưng mà lúc mà nói và lúc mà đang nói về cái nhà của mình á, cái door ở phía trước thì gọi là front door. Ok, và bình thường á ở bên Úc mình có hai cái door. Ok, ok, thấy chưa? Rồi đi vào trong. Ok, và đấy, mình có một cái phòng rất là nhỏ. Đây không phải là phòng ngủ. Mấy cái phòng nhỏ này thì làm cái gì cũng được. Thì Ethan thì dùng nó để tập yoga. Ok, mà cái này á bằng tiếng Anh, chứ bằng tiếng Việt thì chắc phòng nhỏ không được. Nhưng mà bằng tiếng Anh, phòng nhỏ trong nhà mình á thì gọi là study. Bởi vì ở đây cũng có thể set up cái máy tính và làm việc paperwork gì đó. Ok, cái phòng nhỏ này là study. Ok, và cái đấy bằng tiếng Việt thì không biết bình thường nhà ở Việt Nam có cái phòng này hay không. Cái này thì gọi là garage, nó là chỗ để park xe của mình á, thấy không? Đây mấy cái đồ của nhà cũ đó, bởi vì mới chuyển nhà và hơi lười á, chưa có set up xong rồi á. Ok, đây là chỗ xe đấy, đó xe quay tình đó. Ok, và cái này gọi là garage. Ok, thay cái từ này á có hai cái chữ G, cái đầu tiên là G còn cái thứ hai là J. Nghe không? Nghe kiểu. Ok, Garage là chỗ xe đấy. Garage, ok. Ok, và đấy, Phòng ngủ đúng không? Bằng tiếng Việt thì phòng ngủ. Ok, phòng ngủ bằng tiếng Anh gọi là bedroom. Hiểu không? Room có nghĩa là phòng, còn bed là cái giường mà mình ngủ đó. Ok, với vậy mình dùng hai cái từ đó là một cái từ bedroom, hiểu không? Bedroom là phòng ngủ. Ok, và đi vào trong nữa. Rồi, thấy không? Đấy là phòng tắm mà bằng tiếng Anh thì gọi là shower. Ok, và bình thường bên Úc mình á có toilet và phòng tắm in the same room luôn. Ok, toilet, shower. Ok, phòng tắm thứ hai, nhà vệ sinh thứ hai. Phòng tắm gọi là gì? Shower, đúng rồi. Ok, đấy là phòng tắm thứ hai mà thầy quên nói. Cái này có bath, cái đấy gọi là bath, và lại có shower nữa mà thầy quên nói. Có cái phòng nào mà có bath và lại shower và nhà vệ sinh nữa thì nói chung á là bathroom là phòng tắm, bathtub, toilet, nói chung tất cả là bathroom. Ok, và cái đấy thì mình gọi là văn phòng. Cái office của mình thì gọi là văn phòng, đúng không? Bằng tiếng Anh thì gọi là office. Ok,
office là cái phòng mà mình làm mà công việc á, những cái việc làm giấy tờ nhức đầu đó, ok, đó office, ok, ok. Và bây giờ đấy là cái gì, cái bếp, ok, cái này nè, tư lạnh đúng không, tư lạnh bằng tiếng Anh mình gọi là fridge. Có một cái từ dài á là refrigerator, là cái tên đúng của cái này nè. Cái này là refrigerator, nhưng không ai nói luôn, không ai nói cái từ đó, không ai nói luôn. Mình nói ngắn là fridge, refrigerator, nói ngắn là fridge. Nhưng mà thật sự nói fridge cũng được, không ai dùng cái từ dài đó, ok. Tư lạnh là fridge, ok, ok. Cái này á thì bằng tiếng Việt thầy không biết, cái này là cái máy mà rửa chén đó, và cái này á gọi là dishwasher, ok, ok. Và cái này nữa, ở Việt Nam thầy cũng không biết tên là cái gì nữa, nhưng mà bằng tiếng Anh thì cái tên của nó là microwave. Có thể ở Việt Nam cũng gọi là microwave đúng không? Microwave, dishwasher, fridge, ok. Và nói chung cả cái bếp thì gọi là kitchen, ok, kitchen, ok. Và đây là cái bàn, đây là cái bàn mà mình ngồi ăn tối hoặc là chơi nói chuyện đó. Và cái này á thì gọi là dinner table, ok. Cái bàn á, cái bàn thì gọi là table, nhưng mà cái table này á là table đặc biệt, bởi vì mình ăn tối ăn sáng nói chuyện, ok. Vì vậy mình gọi nó là dinner table, chứ không phải là một cái bàn ở ngoài nhà đó. Cái này là dinner table, còn một cái bàn bình thường thì gọi nó là table thôi, ok. Dinner table, ok. Và đấy là một cái cửa nữa, nhưng mà cái này á là ở phía sau, nhớ không? Cái cửa ở phía trước thì gọi là front door, còn cái cửa ở phía sau á gọi là gì? Là back door, bởi vì phía trước có nghĩa là front, phía sau có nghĩa là back, ok. Front door là trước nhà, back door là phía sau. Và cái sân ở phía sau á thì gọi là backyard, và cái sân ở phía trước thì gọi là front yard, đúng rồi, ok. Cái sân ở phía sau á back yard, cái sân ở phía trước gọi là front yard, ok. Cái cửa này gọi là gì, nhớ không? Back door. Cái cửa phía trước gọi là gì? Đúng rồi, front door. Quá tốt, 10 điểm luôn. Ok. Oh, turn up the light. Ok. Cái nữa, cái này gọi là gì? Cái ghế đúng không? Cái ghế thì bằng tiếng Anh là chair, ok. Cái ghế là chair, ok, dễ lắm đúng không? Nhưng mà có nhiều loại chair khác nhau, mà ví dụ này, cái này cũng phải là cái ghế đúng không? Nhưng mà bởi vì nó cao á, nó cao hơn, mình gọi cái này á là stool, bởi vì nó khác nhau. Cái này là chair, nó luôn hơn, còn cái này
cao hơn nhiều. Cái đó chair, ghế đấy, stool, nhưng mà cũng có thể gọi nó là chair luôn, ai cũng hiểu. Nhưng mà thầy nó muốn dạy mọi người đúng, ok. Và ở phía trước cái nhà của mình á, mình có cái gì? Mình có cái đường, đúng không? Cái đường á, bằng tiếng Anh thì gọi là street. Một cái đường mà có nhiều nhà thì gọi là street. Ok, street là cái đường. Ok, ok, thêm nữa. Cái này á, bằng tiếng Việt thì thầy cũng không biết luôn. Nhưng bằng tiếng Anh, cái đấy gọi là tap, T-A-P, tap. Ok, và có cái này ở cái bếp, ở phòng tắm, các phòng cũng gọi là tap, T-A-P, tap. Ok, cái này á, cái máy bằng tiếng Việt cái gì, máy cơm, không biết luôn. Nhưng mà cái này bằng tiếng Anh thì gọi là rice cooker, có nghĩa đúng máy nấu cơm. Rice là cơm, cooker là nấu. Ok, rice cooker. Ok, được chưa? Ok, một cái nữa, thùng rác gọi là cái gì? Đúng, gọi là bin, chứ không phải là bin. Bin, B-I-N, bin là thùng rác nữa. Ok, à, và lúc mà mình đang đứng đây thì thầy dạy mọi người nè, cái này gọi là cái gì? Nước, mà bằng tiếng Anh gọi là water. Water, ok. Nếu các bạn còn chưa biết, nước là water. Ok. Ok, đấy chỉ là video ngắn để cho mọi người biết từ vựng và nhà, ok. Video ngắn thôi, chúc mọi người một buổi tối rất là vui. Và cảm ơn các bạn đã xem luôn, ok. Goodbye và hẹn gặp lại. Giờ thì ta làm good boy tốt. Từ giờ bên nào của tao thì nó sẽ lên top. I got the good boy flow với cả đẹp trai glow. Mấy thằng kẹt mình gọi là ngu because I still don't know. Rapper nào mà rap phải tím và xe mà nó là fake hết. Má tao kẹt và tao đang mệt. Má tao không muốn diss một thằng nào hết. Muốn nghe rapper thật thì mày cứ nghe. Good boy nghe lời mama không lo có loa, nhưng tao làm mà muốn nhún nhảy điệu cha cha cha. Big Vũ cùng với Ethan bình tĩnh mà xem tao đi vần, ghệ mà trông như Minh Vượng còn ghệ tao nhìn như Ellie Trần. Biết tao làm khi bật lên phải gọi 114.